Dạ vâng, chào mừng tất cả bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Hoàng Mạnh Audio Sài Gòn. Trước mắt của các bác đó là một số mẫu dây loa, bên em bán theo mét nhé. Hiện tại có một số bác đang xài những sợi dây loa 1 mét tầm khoảng 5 đến 15 nghìn đồng. Thì những sợi dây loa đó thì nó sẽ không đáp ứng đủ tiêu chuẩn để truyền dẫn trong âm thanh. Và loại của nó thường thường là loại nhôm được mạ đồng nha các bác. Đó thì hôm nay bên em làm cái clip để giới thiệu một số mẫu dây giá từ 40 cho đến 300 ngàn. Đó tùy theo bộ dàn của bác để các bác lựa chọn nhé. Trước khi vào video thì các bác đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất bên em đăng lên hàng ngày. Rồi và đây là sản phẩm đầu tiên, đó là dòng dây audio quét. Dây này thì có đường kính của nó là tầm khoảng 9 ly nhé. Audio quét này. Đó. Mã của nó là E226001 nhé, 2 x 14 AV kép này. Và có điều hướng mũi tên nha các bác, cắm theo điều hướng mũi tên giùm em nhé. Dòng dây này thì loại của nó là 4 loại nhé. 4 loại như thế này, thì về các bác chập hai loại lại một như thế này. Mỗi loại của nó là 1.5 ly nhé. 2 x 14 AV kép này. Dây có màu trắng sữa rất là mềm nhá, rất là mềm. Loại này thì 60.000 đồng một mét nhá. 60.000 đồng một mét. Và tiếp theo em đi qua loại thứ hai. Loại thứ hai. Đây. Dòng dây này cũng là 4 loại nhá, dòng dây Summer. Dòng dây Summer này, dòng này thì anh em đi sự kiện rất là nhiều nhá. Đi sự kiện cực kỳ là nhiều luôn. Em bán cực kỳ là nhiều. Mã của nó là SP225. Đây, 4 loại như thế này. Loại này có giá là 40.000 đồng một mét nhá. Loại này thì lấy 20 mét thì bên em mới bao ship được nha các bác. Loại đồng. Và trên thị trường cũng có một loại, dòng này nó có hai loại, một loại 1 và một loại 2 này. Đó, các bác cũng biết rồi. Đây. Loại bên em bán là loại 1, còn loại 2 ở trên thị trường. Các bác nhìn hai loại nó khác nhau hoàn toàn nhé. Loại thường thì người ta thường thường bán đến 25 đến 30 ngàn đồng một mét nhé. Đó các bác đừng có so sánh nhé. Đây cho các bác thấy rõ luôn. Đây đồng 99,9% này, 4 x 2.5, nhưng thực ra là loại rẻ nha các bác. Đây còn đây là hàng loại 1, hàng chất lượng nhé. Các bác đi sự kiện những dàn sân khấu lớn ấy, thì lấy loại này cho em nhé. Đó. Rồi, em sẽ đi qua loại khác. Loại này thì dây loa của Ý nhá, dây loa Roland của Ý này. Đây, dòng này thì bên em cũng bán khá là nhiều. Made in Italy Roland nhá. Loudspeaker Cabber này. CE Made in Italy. Đây. 2 x 2.5 nhá. Made in Italy này, Roland. Đó. 2.5 nha, không phải 1.5 đâu. Rồi và em đi qua cái dòng dây Monter này. Dòng này em thấy nhiều anh em đang bán giá là 100.000 đồng một mét. Không biết bán kiểu gì nữa. Đây em sẽ quay này. Hơi khó nhìn một xíu nhá. Monter này, chữ của nó hơi hơi khó nhìn một xíu nhé. Super Mini. Đây, Super Mini loại đồng nhé. Loại này loại đồng của nó là 2.5. Dây rất là mềm. Dây siêu mềm nha các bác. Loại này giá bên em để cho tất cả bác với giá là 40.000 đồng một mét nhé. 40.000 đồng một mét. Rồi, và em sẽ đi qua cái dòng dây PROAC. Đây. PROAC này. Dòng này là dòng dây loa bãi của Ân nhé. Đây. Loại của nó được đan xoắn như thế này. Đây, những bó đồng như thế này. Loại này là 3.0 nhé, 3.0 x 2. Dây này cực kỳ mềm rồi. Và cũng có điều hướng mũi tên luôn nhé. Đó. Rất là mềm. Loại này thì 200.000 đồng một mét nha các bác. Rồi, em sẽ đi qua cái dòng dây cuối cùng. Dòng này thì gần đây cũng có một số anh em bán rồi nhé. Một số anh em bán rồi. Đây, và chính nó là đây nhé. Thì em thấy thị trường đang bán là có chỗ bán 2 triệu 6 một bộ full đầu jack như thế này. Có chỗ bán 2 triệu 2. Đó và giá của bên em sẽ là tốt nhất cho tất cả bác. Nếu các bác mua mét
thì giá sẽ là 300.000 đồng một mét nhá. 300.000 đồng một mét. Và đây là cái loại của nó này. Full test thì nó loại đồng hết nha bác. Đây. Full test mã của nó là Alpha Speaker FS Alpha 36 nha. Đó, full test này. Loại này thì 300.000 đồng một mét. Và riêng bác nào lên full bộ như thế này, lên đầu jack nhá, lên đầu jack như thế này, thì em sẽ để cho tất cả bác với giá là 1 triệu 750 nhá, 1 triệu 750. Đó, jack tốt cho tất cả bác. Đó. Rồi thì bác nào có nhu cầu muốn sở hữu sản phẩm nào thì liên hệ cho em nhé. Và số điện thoại Zalo duy nhất của em sẽ là 0969 569 157 nhé. Rồi chào các bác, hẹn các bác các video tiếp theo. Xin chào.